Xin chào tất cả các bác, em đang ở một cái quầy đồ gia dụng. Ở đây thì có rất nhiều cái đồ gì nhỉ? Máy cầm tay rồi các cái đồ mũi khoan, mũi vít đồ này. Bên này có cả dao kéo các thứ, thước. Đây. Có đồ xây dựng này, đồ dụng cụ cơ khí, kim khí các thứ nhỉ. Đây mấy túi đựng đồ khi mà leo lên làm hoặc là đi trong xưởng của em cũng có dùng một cái túi như thế này. Để đựng đồ để làm này, để đi làm trong xưởng đi đo kiểm các hàng này. Thì đây là một số cái máy cầm tay mà nhiều bác có bảo là quay cho các bác tham khảo là chính. Thì vì hàng mới thì nó cũng có cái giá đã khá đắt thì sẽ quay cho các bác tham khảo nhé. Còn hàng cũ thì em ra tìm nhưng mà không thấy nó bán các bác. Nhưng mà cái đồ này không thấy người Nhật người ta bán mấy. Nên mấy đồ như kiểu máy của Makita cái thứ này. Ví dụ đây em đang cầm trên tay đây là một con Earthman. Earthman con này chạy bằng pin 4 pin này. Bên này thì nếu mà dùng pin AA thì sạc bình thường thôi. Đây là máy bắn vít có 4 5 cái đầu vít, 4 cạnh, hai cạnh to nhỏ khác nhau. Con này thì hàng là hàng Nhật nhưng mà sản xuất thì tại Trung Quốc, Made in China. Đây. Made in China ở sau. Đấy. Thì mini driver, con này thì thuốc vít mini và con này thì có giá của nó đây một sen 270 đương đương khoảng tầm hơn 500 nghìn à, hơn bốn hơn 300 nghìn tí em quên mất kiểu không có tiền hay 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 ít khi tính tiền thì nó là hay nhầm tiền đó. Đi quay loa cứ toàn quay nhà đọc nhầm giá suốt cho các bác. Đây là một cái khác cũng là cái cầm tay của cái dao cắt kiểu này. Nó khá là lạ tí, ở Việt Nam mình không biết có dùng cái loại này không. Nó cầm tay này cắt như là cắt cái gì đấy, cắt chỉ, cắt vải, cái thứ cắt tấm các tấm này. Có lưỡi cho nó đây, đấy. Bạn gây cái nút thì nó sẽ rung hai cái lưỡi này và nó sẽ cắt thôi. Đợi cái lưỡi đây. Con này là pin nhiều pin 3,6V, pin lithium battery này. Electric Crystal cũng có Earthman. Con này thì chắc chắn là cũng sản xuất tại Made in China thôi. Đây, đúng rồi. Năm mươi sáu mươi hertz dùng điện này, 4 pin 4 giờ 30 phút 3,5W. Đây có khá nhiều các loại cầm tay. Trên này có con giống con lúc nãy này, có 3 nấc, một là lock và một là on lock off light on. Đấy. Thì chỗ này cũng cái con vừa đây, em con vừa đây em quay con cắt vải cắt tấm này. 3,5 cm khoảng tầm bao nhiêu hơn 700.000 Việt đồng. Rồi tiếp theo là một con cũng là driver mini cũng của Earthman. Đây đây mấy cái này là của hãng Earthman hết. Con này có 3 đầu vít đây. Dài ngắn khác nhau và bộ sạc pin pin rời, cái pin dưới là pin pin lithium đấy, nó sẽ rạc sạc và bên này có pin dự phòng đi kèm. Con này giá đắt hơn chút, 6 triệu 6 man 6 sen rưỡi khoảng tầm 1,3 triệu này. Con như thế này khá đẹp. Và chỗ này là có gì đấy? Đây. Bây giờ. Đây là có cái đèn. Rồi cái đèn này không quay nữa. Đây cũng có một cái súng bắn vít có cả mũi khoan luôn. Con này thì cũng của Earthman thôi. Thì cái này chúng mình cũng sản xuất Made in China và giá nó đấy 2,5 cm khoảng tầm 500.000 con trên này. Đây là mấy con mini, ở sang bên này mấy con to hơn một chút này. Đây là con của Makita. Makita là một cái hãng về máy cầm tay rất là nổi tiếng của Nhật và công ty em thì đa số dùng máy của Makita, kể cả to nhỏ đều dùng Makita. Đây là một con bắn vít có pin thì đang còn rơi, pin chắc để trong hộp khá nặng tay quá. Đây thì con này thì giá nó sẽ là đắt hơn. Đây giá của nó đấy 12V của Makita. Con này là một man 2,700 khoảng tầm 2,5 triệu nha quá. Đây mọi con này 2,5 triệu. Con này con một màu xanh trời này thì của Earthman. Ui dồi, để nhân viên đến đâm chết. Earthman
men đây cũng hình như giá còn ở đây. Và cái tụ, và cái tụ, và cái tụ. Đây còn Panasonic. Và Ryobi. Mấy con này nó không giá cụ thể của nó, một con nó có bốn con nhưng mà lại có ba cái giá thôi thì không biết là của con nào. Đây thì kiểu quay kiểu giãn cho bác xem vậy. Panasonic và Ryobi. Con này nhìn như có vẻ như bị cũ, chữ nó bị nhòe đi rồi. Đấy. Nó phải là hàng cũ không? Là hàng mới nhưng mà không không. Con này sao nó lại nhòe chữ như thế? À, đây là mấy cái máy cắt này. Mấy cái máy cắt. Máy cắt đá gạch cái thứ gỗ thứ. Cái này để đánh nhám cái thứ đây. Để lắp lưỡi vào để cũng có thể cắt tròn được. Con này là một cái máy đánh nhám của Earthman, mã là EP300A, giá thì cũng khá rẻ thôi. Con này chỉ có 4 sen 800 nghìn Việt Nam, có dây cắm điện các thứ. À, bên cạnh đây là một con máy cắt mặt đá, này là cũng của Earthman, DM110. Đây. Thì con này tất nhiên là chạy điện 110 rồi, của thị trường Nhật thì chắc chắn là chạy điện 110 và 50 điện thì 50 Hz, tần số 60 Hz thôi, thế không sao. Đấy thì nó không quan trọng, về Việt Nam mình thì đổi nguồn là sẽ xong. Giá của nó cũng rẻ mà, 6 sen rưỡi khoảng tầm 1,3 triệu con này. Thì Nhật. Và bên này là một con cũng của Earthman, con này cũng là một cái máy cắt khác. Đây có hình mô phỏng của nó. Con này có 800 nghìn. Mã của nó là GSC AZSW100SC JSC. Đấy. Còn trên này là có mấy cái súng bắn vít. Có pin bằng pin lithium sạc và gấm rời. Đây là một con của Earthman khác, có giá đắt hơn mấy con lúc nãy tí, bằng với con lúc xanh dưới đây. Đây. Bằng con Makita, con này có giá 127.700 thì khoảng tầm 2 triệu rưỡi. Trên này con Earthman, con này thì rẻ hơn. Con này cũng là cầm tay. À con này là có dây điện đó, điện thì nó rẻ hơn. Con này thì pin lithium cắm sạc thì nó sẽ đắt hơn. Di động đắt hơn. Con này cầm tay có giá và tầm như gần 1 triệu thôi. Mã nó là DDR130. Đây. À, 6 nấc kìa. À, đây là một con của Earthman khác, có loại này thì to hơn, có thêm một tay cầm bên trái. DR110V, 110V. Đấy con này mới khoan. Khoan khoét đục cái thứ, giá nó 800 nghìn, khá rẻ. Đây coi sao các con. Đây, 800 nghìn đúng một con máy khoan này thì khá rẻ. Hàng Nhật. Đây này là một cái máy đánh đá mài. À, máy đánh đá. Máy mài các thứ, mài bơ via mài các thứ. Công ty em thì cũng dùng rất là nhiều với cái loại như thế này, nhưng đa số dùng Makita. À, con này thì có khoảng 1 triệu đồng, đánh nhám rồi có thể là cắt mài pia các thứ. Mã của nó là DGR110SC. Đây, rất đẹp đúng không? Dưới này thì cũng có một con khác của Earthman, DN100. Con này là nó tác dụng gì ạ? Vậy con này hơi là lạ thì giá nó 1,2 triệu. Con này mọi công ty em không có dùng nữa, không sành lắm. Đây một cái đánh mài khác cũng của Earthman, con này thì cũng khoảng tầm 800 nghìn, khá rẻ. Đây, chiều quay đây, chiều chuyển động. Ở dưới này thì có mấy con cũng của Earthman, hình như là hộp. À đây, đây là nguyên cả hộp trên kia thì tháo hộp ra rồi. À, đây thì để nguyên cái hộp mới luôn, chưa bóc. Giá 1,2 triệu 700 các bác, 2,5 triệu đấy này. Đấy. Bên này là Panasonic. Panasonic là cái nguyên hộp của nó luôn. Giống con ở trên này Panasonic trên này. Con này cái giá 3 triệu. Đây, giá con này là con này đây. Đấy. À, bên này là con Makita, hộp con Makita lúc nãy đây. Giá này 1,2 triệu, 1,2 triệu 700, 2,5 triệu đây. Còn đấy. Và đây là một cái máy thổi cầm tay. Cái này có dây điện sạc, có dây điện kéo dài chứ không phải là có pin rời. 600 nghìn ạ.
con này thổi quạt lò này đi thổi hơi sơn cái thứ chúng tôi em hay dùng loại to hơn như này, thổi để khô xong lại sơn cái hàng ấy. Trên này có rất là nhiều các máy đánh nhám, máy cắt cái thứ này. Giữa này có mấy cái nhỏ, máy đánh nhám nhỏ dưới giá từ khoảng tầm 800.000 cho đến 1,2 triệu mấy con dưới này. Bên này là có các phụ kiện khác như là cái đầu để lắp cái gì nhỉ, tháo vít các thứ đây, và cái mũi khoan, mũi tuốc vít khá rẻ tầm 20.000 cái như này, đầu vít mũi khoan thì ví dụ như cái này, khoan mũi khoan của thằng nào đây, SSH của nhà sản xuất Kane 340 yên, khoảng tầm 78.000. Cái này có rất nhiều mũi khoan khác. Đây, quay còn cho các bác xem để đây, đây là các cái đá đánh nhám rồi đá mài các thứ, các kiểu đá mài. Một bộ như này thì có khoảng tầm 100.000 thôi. Đấy, rất nhiều đấy. Đây này là các cái bóng đèn, các cái dây điện đóm, các loại đèn đá mài, đá đánh nhám. Đây, bên này là các loại thước. Thước thì của em đang dùng cái thước 7,5 m. Đây có cả đồng hồ, là cái nước để làm đồng hồ xây dựng các thứ. Con này rẻ lắm, con này có khoảng chưa đầy 100.000. Không biết ở Việt Nam mình bán loại như này như thế nào. Con này đây chỉ còn tầm hơn 90.000 thôi. Đấy, rất là rẻ. Các bút chì, dao kéo các thứ. Ở đây đồng hồ nước to hơn này. Con này thì có giá khoảng 250.000. Đấy, giá 250, khoảng tầm 250. Đây mấy thước kẻ này, dao lưỡi cưa này. Đấy, rồi búa các thứ. Tô vít tay. Vít tay thì nó khoảng tầm 100.000 cái. Cưa cắt sắt các thứ. Kìm các thứ. Kìm cắt, cộng lực. Đấy. Các cái đồ tạch tạch. Họ là ngày xưa ấy làm hay gọi cái này cái tành tạch, thì vặn kêu tách 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 để vặn ốc các thứ trên cho nó nhẹ tay các thứ, ở Việt Nam hay gọi thế. Con này 250. Đây có bộ lục, bộ các cái đầu lục 13 cái từ 4 mm đến 13 mm. Con này 100.000, 120, rẻ. Hàng Nhật dùng này thì quá rẻ, em thấy rẻ. Lúc mua Việt Nam mình cũng tầm này rồi, lên chợ rời ở Hà Nội ngày xưa lên, hay lên phố Hàng Cháo, 39 Hàng Cháo mua. Mấy đồ này nó cũng đắt tương đương này, mà đa số hàng Trung Quốc thì lấy đâu ra. Đây có súng bắn keo này, một hàn này, một hàn này khoảng 200.000, hàn điện 200.000, mới 200.000 nhé. Đấy. Cái đầu khò này, lắp vào bình ga để khò nó xa, nó có vòi khò nó sướng. Đấy. Thôi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn, các bác đã xem ủng hộ cái kênh của em trong cái thời gian vừa qua rất là nhiều, và có gợi ý cho em để đi quay những cái thứ mà ở Việt Nam các bác, các anh đang có cái nhu cầu xem, thì em xin cảm ơn rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại các anh trong các video lần sau.